Chào anh chị các bạn, máy cắt tới rồi, DC60. Chúng ta DC60. Bây giờ là 10 giờ rồi. Quá trời. Chim quá trời luôn các bạn, điếm không mỏi luôn, mỏi miệng luôn các bạn. Đây nè, đây là Bình Luận Viên nè. Bình Luận Viên nè, học lớp mấy rồi? Lớp 5. 5 à? Đó. Chú Dũng đi tới tây ninh đồng nai rồi chú Dũng quay mất tài bị lắm đó nha các bạn về nhớ đón xem kênh YouTube của chúng tôi nha. Ok, bye bye.
này giờ mới chín. Đó là của cha anh Vũ nha.